đấy. Gì á? Cần đi chơi gì? Sì, ở đây. Từ 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 từ. Mở đi, mở đi. Ngon xin tầm ngọt luôn. Chúng bỏ mà chúng bỏ. Cười cái á. Cười. Lớn lên. Lớn lên. Lâm. Thông minh nhất. Thông minh nhất. Thông minh. Bình mến chào quý cô chú anh chị, hôm nay Bình đến tại lễ chùa Sala Thác Côn các nhà. Thì đặc biệt nhất vào giấc này giấc chiều rồi thì Bình cũng đến đây một phần để thắp một nén nhang rồi cũng cầu nguyện cho quý bà con cô bác cũng giống quý Hoàng Thượng Vân được giống như công việc đều suôn sẻ, cũng giống là Bình công việc đều suôn sẻ ha. Thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong cùng với Bình ha. Cả nhà thì khi mà Bình đi vô thì cũng gặp cũng giống như là cô Thảo Sương đang đứng bán vé số ở đây thì với một cặp salad thoa. Salad thoa thì tiếng Việt Bình cũng không biết kêu là cái gì ha cả nhà. Salad thoa tiếng Việt sao ấy? Cúng dừa ha cả nhà. Đó Bình cũng không biết ha cả nhà. Thì chùa cúng dừa thì đặc biệt nhất là đến đây bà con cô bác cũng buôn bán rất là đông. Và cô ơi, bữa nay cô bán salad thoa cúng dừa đó là được khoảng bao nhiêu cặp hay là mình bán như thế nào hả cô? Bán lai gai một nguyên cặp, hai cặp. Bà con cô bác cũng bán rất là đông ha. Đông. Cỡ 10 người ha. Cỡ đó à. Cỡ 10 sạp. Nhưng mà mình bán với một cặp như vậy là bao nhiêu tiền hả cô? Nhang ngàn cây là 30.000, cặp dừa 20. Cặp dừa 2 cục, rồi nhang với đèn cây nữa phải không? Là 30. Là 30, nói chung là cũng rất là rẻ nên là mình người với bà con cô bác đến đây là cũng giống như là cầu an hay là sao? Cầu an, với bữa nay chùa bà xa. Chùa bà xa ha, cũng là lễ lớn ha. Dạ, rồi đèn cây đó. Rồi cô bán từ sáng giờ được nhiều không cô? Cũng gần 50-60 dừa. 50-60 dừa ha. Cả nhà cũng bán rất là được ha cả nhà. Bây giờ mình mua sẵn hết là mình làm tiếp tục hay sao cô? Chừng nào người ta mua từ chặt từ vậy đó, hai ba cặp vậy. Mua dập từ 2-3 cặp. Giờ nhang này mình một bó vậy với một cặp đèn cây hả? Lớn không? Một bó nhang với đèn cây là 10.000. Bó nhang với đèn cây ha cả nhà. Rồi thêm một cặp dừa nữa là 30.000 thôi, rất là rẻ ha. Thì gặp dừa thì cả nhà cũng giống như là rất có bông này kia rất là tươi ha cả nhà. Này là bông tươi không phải không? Bông tươi không à? Bông tươi không ha cả nhà, cũng giống là quý bà con cô bác đến đây cúng dừa ha. Dạ thôi cả nhà. Thì đặc biệt nhất là cô Thảo Sương đứng bán vé số ở đây sớm giờ hả? Đi bán rồi, lúc sổ số rồi. Cô Đạo Sương đến đây bán luôn hả? Đây cả nhà, đây là chỗ cúng dừa ha. Thì bà con cô bác cũng đến đây rất là đông ha. Đông, yeah. Sáng giờ lai gai vậy đó. Lai gai ha. Nếu mà lần trời mưa là đông á. Nếu mà không mưa là đông lắm không? Đông. Dạ. Yeah. Tháng nào cũng vậy hay là sao? Không có, chỗ xa hơi đông một chút là gần 30 rồi cũng đông. Rồi bên chỗ Thác Côn á, có dương đàn cày không cô? Có. Được nhiều cây không? Nhiều cây đi vô chổng này. Vô chổng sẽ thấy phải không? Vô chổng sẽ thấy ha. Rồi thì mà con cảm ơn cô ha. Ở cả nhà thì đó con gặp cô Thảo Sương nè. Rồi con xin chào cô Thảo Sương bán vé số. Dạ. Cô chào bà con cô bán hay cô? Chào. Tốt nghe bà con. Bữa nay Thảo Sương đều muốn khóc. Sao vậy? Thứ bảy Hậu Giang gần 500 tờ Thảo Sương lỗi muốn chết, người ta đụng chết. Sao vậy?
À, bán dây số cũng bán được lắm ha cả nhà. Cô Đạo Sương đứng ở đây bán cũng bán rất là được luôn á cả nhà. Mỗi người ủng hộ là 2 tờ, 3 tờ ha cả nhà. Đó, 2 tờ, 3 tờ. Đó. Ủng hộ rất là đông luôn á cả nhà. Vậy là cô Thảo Sương bữa nay là bán gần 300 tờ đó nha. Nhưng mà bán buổi chiều nay chắc cũng hết khoảng phân nửa luôn đó nha. Tại vì quý bà con hay quý Phật tử gần gần đi á, đến Sà La Thác Côn rất là nhiều ha cả nhà. Đó. Lựa. Rồi Thảo Sương cũng chào bà con cô bác nha. Bữa nay là ngày gầm. Đó. Ngày gầm là bữa nay là ngày trôi vào xa đó bà con. Đó. Thì bây giờ ta cũng dàn cày đi vô bên đây, chỗ bên đây thật theo đăng lễ đúng lễ là người ta kêu là miếu ông chứ không phải là kêu thác côn. Ở đây là miếu ông đó bà con. Thì mỗi một năm là tháng 3 phải làm phước một lần. Đó, tới làm phước là ngày 14, 15, 16, 17 đó bà con. Ở đây là miếu ông. Đó, bữa nay là các Phật tử người ta cũng lại cũng qua cúng dừa, cúng trái cây rồi đây nè. Cũng xin mời bà con vô. Đó, chỗ này là chỗ thấp nhang ha. Ủa trên đây sao cúng dừa nhiều quá cô? Thì ở đây là ngay ổng ở đó nè, ổng ở trên giữa đó đó, chỗ đó đó. Đó, trên giữa đây. Dạ. Trên đó không? Dạ. Đó, dừa nó cúng nhiều trái cây, người bông qua đó. Được giống là với Phật tử cũng giống là cầu sinh phải không? Cầu sinh, mỗi một năm năm nào tháng này là cũng phải có gì hết. Dạ. Thì ổng ủng hộ đó như là các Phật tử để người ta có như là bệnh hoạn này kia nọ đó, rồi người ta giái ổng ra thì cũng hết. Dạ. Thì như nhầm vui mừng mạnh ăn bất cứ thất mùa thất màng này kia nọ đó cũng gian giái ổng ủng hộ cho con cháu các Phật tử á. Dạ. Được chọn được trong cái nguyện hết trơn bà con. Dạ. Đây đó, ở đây thì ở đây thì ngay cái miếu của ổng, còn bên kia thì môn Sa La. À Sa La ha. Ừ, sân độc kinh, còn bên kia thì để đèn cày đó. À để đèn cày đó. Để dắt qua coi đèn cày. Dạ. Rồi. Rồi bán vé số cũng rất là đông ha. Mấy cái đông xa. Xa má sánh bay lạc sinh chứ. Bay lạc bay lạc sinh. Lạc sinh chung là lạc sinh. Hoặc u nảy ngồi thở. À, đi làm bữa nay đi làm về hả? À, đi làm về ha. Nhầm cháu hả? À? Ủa nó cho gặp luôn. Vô nè, vô lại nghe sợ thơ xe nó mỏi tim mâm quên lại không. Cô nó chắc nó ăn bắp cho chắc đi. Cái vợ gà. Đây là hai vợ chồng à, ha. Đúng rồi, hai vợ chồng ha. Dạ. Ở đây là ai sao mà che mặt vậy cô? Đâu? Đó. Bên đây là em dâu. Em dâu hả? À, che mặt hoài luôn. Rồi, đâu à, bữa nay cũng là dân đèn cày phải không cô? Ừ, đúng rồi. Bên bên đây là sao cô? Bên đó Sa La chỗ ông Lục. À, Sa La chỗ sư Tụng Kinh đó không? Chỗ mấy phần cách tự mà người ta có vô mà vô đạo đó. Dạ. Người ta có vô đạo để người ta đọc kinh cho sư. À, Tụng Kinh ha. Đúng rồi, các ông nè. Ừ. Các ông Phật tử. Đó, cái người đó. À. Ông Phật trắng hết trơn, ai trắng thì đen. Đó. Đây, thử những người bên đây. Đó. Ở ngôi Sa La. Dạ. 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 Đi bà cụ đến đây cũng giống là xâm xá lắp bẹt máy ha mấy. Thì bẹt máy là xâm tên. Xâm tên gì chứ xâm tên á. Xâm tên là ngành bình bò luôn á. Bình bò. Bình bò hai tiên xa cơ vua đó bà luôn. À. Tiên xa nữa thì có xin tiên xâm tên bà luôn. À tiên xa. Mà tiêm xa có đi kia tha khai đi à chô khai bà xá bục mà bốn thời gian sư thì cúng ba còn 3 tháng như là sư ở trong chùa để dắt 5 giờ chiều 5 giờ sáng để đánh trống đó. Ừ. Để đánh trống cho thức đó thì lực lễ hồi đó tôi giờ là vậy. Dạ. Này bữa đây có cũng có ông chăm sóc đèn cày đây hả cô? Ờ đúng rồi, đây đây đó đây nè. Ô đèn cày cũng nhiều màu ha cô ha. Đúng rồi. À, đèn cày khi mà thắp sáng lên vậy ha cô ha. Đúng rồi đó.
Ở đây là cũng là của quý Phật tử không ha cô ha? Quý Phật tử như là người ta có những người thì một cây, nhầm người khi là anh em chị em ta hai ba người một cây gì đó. Dạ. Người ta không có thì người ta cũng nhín lại để cho người ta làm phước đem đi vô ngay cái miếu ông. Dạ. Đó, để cầu sinh. Đó. Dạ, để cầu sinh. Người hai bên lẫn nhà bà con. Này mình chăm sóc hàng ngày hay là sao cô? Chăm sóc hàng ngày. Chăm sóc hàng ngày ha. Ừ. À, đây là chỗ Phật ha, cả nhà. Phật Thích Ca. Dạ. Từ bên đây một bên. À, một bên ha. Bên này. À, gia đình luôn ha. Ờ, thì cũng gia đình đó. À, Dư Hiệp Thành 59 tuổi, ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, Cúng Dường. À. Đây. Ở cả nhà, thì cô Thảo Sương cũng dắt mình đi một vòng. Thấy cũng giống như là cô, tại sao vào ngày này á, quý bà con cô bác đến đây cúng dừa rất là nhiều với cô. Thì như là cái trái đó. Ừ. Thì bây giờ như lừa nãy mình cũng có cúng một cặp. Dạ. Thì bây giờ Sương cũng có nữa mà Sương chưa nữa nè. Dạ. Một Sương còn mất thời gian một cặp dừa với một dĩa da cây mà Sương cũng chưa cúng. Dạ. Đó. Sương một là mới Sương đáp lệ được tại Sương còn mất đi bán. À, cô bán là... giá số bữa nay khoảng mấy trăm tờ cô? Thì bữa nay nè, người ta đưa nè và cũng gần 300. À, gần 300 ha cả nhà. Ừ. Thì còn hồi bữa thứ bảy vừa rồi số nó nhiều, nó đưa là được 406. Ồ, nhiều vậy hả? Ừ, 11 giờ Sương bán hết rồi. Hồi giờ này trời mưa râm râm sao cô không đội nón này kia vô? Có nón mà vô cô mình không đội. Cô ơi, cô không đội nón á, biết sao không? Thì có sân máy bay rồi. Tao biết mày gọi đó. Hả, có gì cô? Có sân máy bay chơi. Sân máy bay hả? À? Con thấy cô đụng trời mưa hoài á, nó nhiễu á. Rồi bà con cô bác ở đây bán dừa được không cô? Được. Rồi bây giờ cô Đạo Sương sẽ đi bán với số dạo á cả nhà. Cặp thấy cặp cao của anh phản. Ồ, vậy sao vậy, play cái sách nổi á. Đây vô trong đây ha cả nhà. Đây. Dạ, bà con ở đây là cái người viên ở đây. Đó, đây, đây là con của bà Tự nha. Đây là con rể, bà Tự Teo nè. Em thiếu sữa. Sao vậy? Thiếu sữa hả? Sao vậy? Thiếu sữa hả? Còn bên đây cô? Con chào nhé bà con. Bữa nay có bầu nó có gì để hả? Để có bầu nó mẹ. Mẹ sẽ đập. Còn cả nhà cô thì cũng đến đây một phần là bán vé số ha. Giờ này hơi ít ra, cô ra ngoài đó đứng để bán đi cô. Đúng rồi. Có biết bà con cô bác đến đây cũng rất là đông rồi đó hả cô? Đấy. Ha 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 ha. Thì ở sao? Từ từ. Hết một trái bơm luôn cả nhà. Đây cả nhà, đây cũng là giống như là ngày thường thôi đó mà quý Phật tử đến đây cúng dừa rất là đông luôn cả nhà. Đó. Nè, để mình vô gần cho cả nhà xem nè. Ngày thường thôi mà quý Phật tử đến đây cúng rất là đông ha. Mông có đầy đủ ha cả nhà. Chị
gia hàng năm ha. Đây là cũng là mà phước hàng năm và đêm. Đó đây kiện cách nói đó, cách lót cái tinh cách đó thì men tinh bon rồi nè. Dạ, mở đi, mở đi. Ngon, xin tầm ngọt luôn. Trái gì vậy cô? Đang tao dò bít. Đó, ở đây ủng hộ hết luôn nè, thấy chưa? Bán vé số nè. Đó, cô là giống như đi phát vậy đó. Đó, ủng hộ là người 2 tờ, 3 tờ, 2 tờ, 3 tờ. Đuổi, đuổi về luôn đó. Hả? Đuổi về luôn. Mày ăn bót đâu bé, cái gì ăn vậy đây? Suy nghĩ vậy gì? Ba bên đá nó này. Ai dây mày lợp mạnh thì hai bên lóc ba nè. Hả? Lóc ba nè. Lóc ba đá. Bán cũng chậm phải không? Trừ khi từ lúc mà có Thảo Sương bán hơi chậm phải không? Bán hơi chậm. Sao vậy? Thích Thảo Sương nhiều hơn. Thích Thảo Sương nhiều hơn hả? Ừ. Không tiếp mua bài nhiều hơn phải không? Ừ. Hồi kia là bán đây là 100 tờ mà bây giờ bán có 50 tờ hả? Bán có 50 tờ. Thảo Sương bán hết hả? Bán hết. Bán không kịp luôn hả? Bán không kịp. Dạ. Bán hả? Dạ. Ờ, thế nhà. Quá trời bán luôn đó nha. Nói chung là cô bán không kịp đó, đứng coi cô Thảo Sương bán luôn đó cả nhà. Không kịp bán luôn đó cả nhà. Hèn chi là mấy cô mấy chú ở đây là buồn với cô Thảo Sương. Ủa cô Thảo Sương qua đây bán mấy cô mấy bác ở đây bán vé số từ đó giờ có buồn với cô Thảo Sương lắm mà không nói được á cô. Sao vậy? Mình 100 người bán giảng người mua. Hả? Đó 100 người bán thì giảng người mua. À. Nghĩa là bà con cô bác người ta thích hay là người ta mến ai thì người ta cũng ủng hộ. Với là một người một vé hai vé vậy đó bà con. Dạ. Đó cũng vậy. Nên là con thấy là buồn với cô nhiều hơn á cô. Không có buồn. Thì bán một cặp như vậy là bao nhiêu tiền cô? Cặp 20 với đèn cày nữa, nhang đúng không? Đèn cày thì 5.000, nhang 5.000 là 30. À là vậy đó. Thì đó là như vậy ha cô ha. Nhưng mà sớm giờ cô Thảo Sương bán vé số hết khoảng 50 tờ hay 100 tờ đó cả nhà. Quá trời bán luôn rồi ha. Thôi bà con của bác đến đây cũng rất là đông rồi ha cả nhà. Thôi giờ này cũng chuyện tối rồi, trời thì bão đi cả nhà ơi, cho cô Thảo Sương ế vé số một lần. Anh nghe nó cầm pháp. Bên hot đi gốc cái đại trời. Dạ dạ. Cười cái á. Cười. Lớn lên. Lớn lên. Thôi mình xin chào tạm biệt các bạn cả nhà. Lâm. Sao vậy? Sao thổi vậy cô? Nhang thổi sao mà tắt? Đèn cày á thổi mới tắt cô. Đúng không cô? Chị? Chị mà chọt luôn. Ở răng lớn. À, phật chọt luôn. Thôi mình chào cả nhà. Thôi mình cũng xin phép mình đi ha cả nhà. Thôi cô ơi chào. Sao em muốn mẹ nói lại chơi sao em muốn đó. Dạ. 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 Dạ
đó. Coi. Sai thống ấy, sai thống á. Thống mới biết. Sai quá thống á. Hả mọi thống, hả mọi, hả mọi. Cái gì vậy? Vậy à? À, cái đá điểm tiền chơi mà. Mà người cô vậy cơ. Thôi à, còn kết thúc rồi, cô có lời gì muốn nói không cô? Rồi thật sự cảm ơn bà con cô bác nên là bữa nay là ngày gầm. Thì bà con cô bác có lên đây xem thì Thở Sương như là hồi nãy giờ Thở Sương có thiếu sót thì xin bà con cô bác bỏ qua dùng. Như là trong cái kênh này thì là có cái chuyện là hay và mới lạ. Xin bà con cô bác cũng nên dùng cái Thở Sương đăng ký kênh là sụp lại. Cười cái, cười cái. Đó. Đó cả lên mấy.